Và tiếp nối chương trình ngay lúc này đây, xin mời quý vị chúng ta đừng rời mắt khỏi sân khấu. Liên tiếp chương trình sẽ là phần trình bày ca khúc Bụi Phấn do Linh Đan đệm đàn và thể hiện của Bảo Linh. Một lần nữa xin mời hai em. Thank you.
Một lần nữa xin được cảm ơn phần trình bày của Khánh Hoa. Và tiếp theo chương trình ngay lúc ngày nay sẽ là bản Romantic của cố nhạc sĩ thiên tài Moza qua phần trình bày của Thành Trung. Một lần nữa xin được kính mời Thành Trung.
cảm ơn hai em rất nhiều. Qua một nhạc phẩm rất nổi tiếng, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, thưa quý vị.